Lâm Khánh Chi chia sẻ lại khung ảnh hạnh phúc bên chồng cũ, nhắn nhủ Phi Hùng điều này. Lâm Khánh Chi lại chia sẻ khung hình ngày xưa bên chồng cũ kèm lời nhắn nhủ xúc động. Sau khi ly hôn với Phi Hùng, Lâm Khánh Chi dồn nhiều tâm sức cho việc kinh doanh online và chăm sóc con trai. Cô tốn nhiều tiền để làm đẹp cho bản thân và sang Thái phẫu thuật dây thanh quản để giọng nói mượt mà nữ tính hơn. Dẫu có cuộc sống riêng nhưng nữ ca sĩ cũng đôi khi hoài niệm về chồng cũ. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến Phi Hùng. Cô còn nhắn chồng cũ điều này, mới đây đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng ngày này 5 năm trước, Khánh Chi bước lên xe hoa với tình yêu của mình, giờ chỉ còn là kỷ niệm ùa về. Khánh Chi xin phép được đăng lại bức ảnh này với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh ở nơi xa giữ gìn sức khỏe nhé. Đính kèm là hình ảnh cô cùng người xưa diện áo dài truyền thống tông vàng rực rỡ trong hôn lễ rình rang ngày nào. Hiện tại, cả hai đã hóa giải mọi hiểu lầm nhưng khó quay về bên nhau. Dưới phần bình luận, nữ hoàng chuyển giới, các tuyền không giấu tiếc nuối cho Lâm Khánh Chi và Phi Hùng, tiếc cho cặp đôi hoàn hảo. Mong em gái của chị luôn được hạnh phúc. Nhiều fan lẫn cư dân mạng đều bày tỏ nỗi buồn vì mối tình đẹp ngày nào nay đã tan vỡ vĩnh viễn.